Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án đường nối Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa vào tháng 11 năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã yêu cầu quận Tân Bình phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, đặc biệt Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn tất các thủ tục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trong tháng 11 để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án. Sáng ngày 23 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã kiểm tra thực tế dự án xây, dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn, đường Cộng Hòa và có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban giao thông, chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan để tháo gỡ những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi kiểm tra thực địa tại dự án và nghe các đơn vị báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã yêu cầu quận Tân Bình phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khẩn trương hoàn tất các thủ tục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trong tháng 11 này để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ. Về các đề xuất của quận Tân Bình trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Đồng chí Võ Văn Hoan yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện cơ chế chính sách để áp dụng cho từng dự án cụ thể. Đồng thời, các đơn vị phải tiến hành ra soát lại tất cả những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, áp giá hỗ trợ để trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định khung cơ chế chính sách tái định cư trong tháng 11. Đồng chí cũng yêu cầu, hạn chót 30, 11, quận phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công, nếu chậm trễ quận phải chịu trách nhiệm. Đồng chí Võ Văn Hoan yêu cầu Quận Khẩn trương lập tổ công tác gặp gỡ, trao đổi, giải thích vận động để người dân hiểu tầm quan trọng không chỉ là dự án trọng điểm quốc gia mà người dân cũng hưởng lợi khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình Đoàn Văn đủ cho biết, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn, đường Cộng Hòa có 85 trường hợp bị ảnh hưởng. Ủy ban nhân dân quận kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định diện tích tối thiểu được tách thừa để quận có cơ sở áp dụng ban hành phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo quận Tân Bình cũng cho biết, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, quận đã giải ngân vốn đầu tư công của dự án là 21 tỷ đồng trên 394,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 5,33%. Dự kiến đầu tháng 11 năm 2024, quận Tân Bình, hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng thể và phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho từng hộ gia đình, cá nhân tổ chức bị ảnh hưởng dự án và ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự kiến ngày 10 tháng 11, quận Tân Bình sẽ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với số tiền còn lại hơn 373,2 tỷ đồng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.